bà vẹt chồng cao chùm nuôi mà ta là vừa toàn chọc rương nè chùm nuôi chăm tí tí đó bạc lục nè chùm vinh nâng rương nâu xoay riêng nâu tại miên và chia bộ rốt bỏ dương mà hai chút nó bỏ dương tàng khăn nâng cao bởi tí bà đó chỉ xa chỉ tu sẵn nạ đầm bay ơi thân nạ đặc nôm thua ca bởi cha ra nà nâng kết đo rương nâng quát thanh trẻ quát tha xa mô chìa tròn hay nâng tu được sắp chìa tròn để bàn lựa lăng biệt bích bà hạ khía quát tha o cun chùm phù rốt thập bì bà nâng mần trây đi chìa kào mà vát bò rốt thập bì bà thân nạ cổ xuông mần ti tiàng ốc để bàn dốc chất tục đã chui chùm phù nẹ rôn cru tiàng slap nâng rộp bù đòi xa tè lan krong bốc nâu khát xoài riêng chùm phù kàm bà kàm bà kà nì o cun chùm phù chùm nuôi sắp vào rốt tiếng ổn để bàn chui xâm rạp cổ xa rộng cổ vấn tay bộ quát tiếng ổn kia trong xâm nôn bố tư rốt thập bị bá có đôi chìa thân nặng nôm để bẹp bọn mê ta kết ảnh trẻ thà xôm ôi thư ca túp sát chìa môn công chăm tại đọt rài bán nây thà quát trong dây thà túp sát chìa môn nhàng mây túp sát cùng ôi lan tàng lai bậc khô nâng chế bạp trả lại cho nó dục mẹ lan nát đây bởi bức là mưa nâng chế bạp nó dục mẹ trâu tẹp đòn tiệt tu trâu tẹp bình nấy trâu tẹp ọc rùm tam cầm rắc tu xa tu thông ngôn tu một chùm bà anh chẳng có trong dùm nông bố tha túp sát chìa môn cùng chăm tẹp đọt rài bà đọt rái bà đây ta to tè slap to tè rộp bú ban chập đam đỏ anh đang quạt chong dây chẳng quạt chong tha bờ sân chìa dương tụp scat đôi chìa biệt tha cà pia bờ sai chìa chiêng tàu pẹt cà pia bờ sai chìa chiêng chìa bá lộ chẳng cà pia còn oi chùm ngư đứng việc ca lăng việc bờ sai chìa chiêng dương tàu pẹt công chăm ta ở chứ ấy chứ ta chăm anh miền pẹt đấy ta miền pẹt bị xe đấy ta chẳng còn chọn gì chẳng bạn đi ở côn trùng phù hợp bay mất để chơi tập đó tu sửa nặng những việc ball all all khá dư là bay lướt york đâu cần lướt ở top scat rừng lao chẳng ổn đi bà hai dương tiêm được tu ban và thay một tiết chung vinh nâng lan crong nước tục tầm ninh kịch bún yang mạch là bà mày nhỉ khang crong ca nghe bò dương cùng phụng thư cây ca là nóng thá lan crong đi cứ miền tục tầm ninh sắp đặt bập hết ca bao cả tê nếu còn khổm năng tay mình đăng chia tầm ninh nu sọp sẽ bắp đôi cầm đặt nà thế bằng tay ca xanh để than đồ bò sao mà tay cái thả đôi chìa kịch buôn đằng ngọ tại đời xa dương chia diêm chuông chìa môi nâng kháng công côi bởi lý xe tay cách ở kịp bình dối phía ta tầm ninh chia bập hết tầm ninh ấy hai miền chùm luôn phẩm án kịp mình phòng phẹp bà lớn nó kì vô tao kháng cô ấy thử cả tôi bị nó đây ta tầm đây những miền này là à toàn tập bốc bạn đang tầm miền tầm đây nó gồm bù lan đấy à ý bù miền trắng à và cho để lan để ọt bốc tăng bà má nó chôl bà man đòn hỏi chôl bà man sập lan hỏi vì bà cóm ọt đắng đã gồm bù không bù lan đấy bì chuan à chuan khóm chuan lư nâng quy lư phốt đó bạn chẳng ai cả đá buồn những cái nhọt chậm này à ha à, khôi quân được phía chậm này à ha để hùa để lê ấy nắng không nắng bà chẳng tục ở khang coi đừng xem tại kênh lục ở bình cho dương an toàn đang thả ta tầm nên để cái đạn màu đi miền chỉ bạc bảo man ở chỉ bạc bảo man thì à, nâng rương cứu thân lại cho lấy việc tao chỉ lý đào rương tầm nên ở bún được khổng bù làn còn đường tiết vì chuan khi đi chẳng tiết nhé chẳng ạ cả một co slap làn crong bạc ớt group chế bắp miền tục tầm nênh kịch quân nó khẳng khăn ông bà anh đang đăng thế xa mặt tầm kịch đầy chìm niên thư cả trút bình nất cả nghe anh ấy xong thư cả anh ở vọt tạm chế bắp cho bà chia bộ rốt trăm tầm mơ đi hai thư giả ná tụp sát làn bạc lươn hù lưu bươn cầm nọt tạm lâu chiến lịch mùi nương phong chắp về máu nâng tàu pin nâng tàu có mọi bạc lươn pin và đội mà sao mình chẳng có nhóm
chênh bì thàn ni tấu tờ đòi chật bênh hút bà rây bênh hút bằng sáu miên cụ thân ạ dạ ra cho nâng mùi tiền bà tờ đòi nâng chất bà rây bênh hút nâng bà motoscopy nhạc rộng cụ nâng chi motoscopy quát rùn nâu chất viên sạp bào ạ bà tờ đòi cả lại nâng cứ miên lan mùi ghi ọt đăng chi bà loay bà khang khang xạ xây nó còn thà quạt khơi chẳng đáy bần tay quạt mình ở chỗ ba thà lan ấy và bà rò mình nhẹ ní cứ quạt chi bị tư phụ nông bình tư khang viên sạch bầu mò khang viên sạch bầu hãy thà lan nâng bạch chạy tư khí nế bí viên sạch bầu tư chô phụ nông bình mà đò cả lấy nâng mình đang chỉ dàng mấy cơ bàn tập ba chỉ mua nâng mô tô sạch bí nâng đua sạch lọc nông tàu bà nè tôi tên này chân chẳng nếu bây giờ chúng ta đó mà hai chân gọi thầy thì hòn bị lượn men lượn men mà đọc liếm mà bà bà tay nhóm tao chạy đón nên ta lọc bị cái lãnh thư ca với tao tía nó nghe tao hộp bài thay trắng và tao đó vẹ ơ nông tao và thoát dạy dương tao anh em tha kia tha ôi lưu thí ọt miên cho camera máu thì ê à cô sẵn nạp bà năng bạch bà camera ấy bà tù sạp tao nè nè tù sắp nè à tù sắp với tù tè này chân tích lưu ta khơi tù sắp tôi bằng năng nè tại bà ca với miên bà sức đập hiếp chắc nè nè còn khơi tù sắp cho ba múc á nè cho ba chiếc camera thế nè bà nó đạp liếm đạp lệt khơi bà tư gặp liếm đạp lệt mà bà chẳng lá nó tập bạc hơi hãy cởi mó có sạch nhiệt rồi bỏ hỏi nè rong cổ bà nó tham mặt ai ai mùi tiết lập bốc thì tiết lập bốc màu lâu ai ai bên lúc khuất con ở xa lọp đi ai lập bốc màu cho mô tô bằng tay khang bình lý khuất ọt prom ai bằng tay ọt prom ai nhưng trao ai khi nhông bộ quam trô đây đòi xa tìm mùi bình lý khí nha khai thà nẹ đè an thà lập bốc nâng khánh thư chì nẹ khánh bằng lõm dọc mô tô kì tàu chẳng hai bàn bình lý khuất tìm tìa dọc tìm mùi ai miến tại hiện bán xong qua thì bí ở miền cát kri mô tô và ta đã bị xa xua tấu cứ rô cát kri nâng vì mình khơi rô cát kri mình khơi thì tôi tham mô tô nâng cứ mô tô tâm thư phạt lê cháy khi tâm ôi bà càn tay khi có xua nhóm ta lụ thì chất khi tâm thư bà càn tay miền phạt lê này nhóm ta ở tới miền và khi nhóm có lọt phương chẳng này bán này bố bố khi chấp phạt lê mô môn hơi khi ôi bà càn tay như càn màu và ôi bà càn tay càn màu chẳng ngày nay cái ôi tự thư tự vô cát kí ở nâng cái tê bà bày bà chẳng cái thư bà lê môn ôi bà càng đầy khôi bình tay ọt khơi bà càng đầy càng đầy đâu bà không khơi cho bà cô nè túng bà nè lục bú gọt chìa thà an đây thà chìa lục bút nè bà gọt mà vô chân tớ bà nè thư ôi kháng bà lì gọt thấy lục bú ọt miên cát kí ấy dùm quá khi mà hiện ôi tê khiếm của bạn một vốn lục bù gọi thầy một tô con khiếm bạch trong chế đi bạn ta đã biết khiếm bùi dô gọi bên trái thầy lục bù ở đây thầy hoài tôi bây lục bù án thầy chỉ con được bọc bù bạn ta kia nét mấy chiếc con thầy con bọc bù lâu bánh hát thầy mùi cút bà thầy vì rô viêm khơi bùi bùa thòm ná mà chà một tô vi như nẹ tục chẳng lục bù tập này thầy tìm mùi thầy thư cầm nọt hẹt nâu bỏ kì tớ hơi cô bìa tại nhiên bàn bù tớ vừa chọc với chi mô tô chênh tớ từ mưa cô nâu và dân dị đăng cô nơi buồn đi kì ca bìa kì khai nẹp bỏ lâm dốc mô tô bà bản năng nghe bản đi xong ôi bong bôn bà chìa bò rọt bà dương trâu dô ná bánh há với nâu tận năng bùa lâu công bà tu bà lì thầy mô tô khí nhỏm hơi mấy cổ mùa anh thư chết đăng ọt ao dật ấy bà nâng khi ọt ai dù đồ dương chẳng thế dương luôn dương thay nít bất chì côn dương bất chì sạch nhiệt dương và ta kê mạch tật đăng là kê khách bát bà nâng tật đăng chẳng hơi lâu trong cõi môn nâng chùm núi to hờ thì ná mưa mà rương thằng năng sân chó chè ở rừng vẫn to nít cứ tẹt tôn cho mùi nâng đây bà bôn pin nè đây cột bàn lên lát kia chùm luôn bà bì chân nằm một hơi bàn tay kháng bà đây cứ tờ đần đam côn cho mùi nâng bà bôn với bà nâng mốc xà lá xong cắt băng tùm bồn
ប្តីប្រពន្ធដែលលែងលះគ្នាជាង7ឆ្នាំមកហើយប្តីដែលជាជនជាតិអូស្ត្រាលីនឹងបានទៅដណ្ដើមកូនពីប្រពន្ធដែលជាជនជាតិខ្មែរបង្កឲ្យមានការឆោឡោនៅមុខសាលាសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យកាលពីវេលាម៉ោង8យប់ថ្ងៃទី20ខែឧសភាបើតាមការឲ្យដឹងពីស្ត្រីដែលជាម្ដាយនឹងបានឲ្យដឹងថាគាត់ជាមួយនឹងប្តីអូស្ត្រាលីនឹងបានស្រឡាញ់គ្នារហូតបានកូនមួយអាយុ7ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្នគឺភាគីទាំងពីរបានន័យថាពួកទាំ
xa mà lên con hay phía lôi phía cãi ở con tờ riêng ấy cứ thòm mà đá tệ. Hai nơi tháng ngày càng hai nâng sắp tại ở bốc ban châu tờ lùi con phía giả là riêng đời nôm tên xa mặt tờ cây tờ chì mùi phong bố khai bà bốn nôm con tờ nơi Canada chì mùi bà đây cao tiết có bóng cỏ ở miền cà ở trao lao nhàng này tờ. Hai bê đai bà bốn đăng thay bà đây tờ vô con nơi giả là riêng hay tờ nôm khi tập đăng nơi ở sài gòn cắt băng tùng phun hai trắng cây cọ ban xã xua tầm pin này nó trắng phía kia khang tập phun nó có sóc chân oi côn từ khang đây chỉ nhận mưa thay bàn tay cứ đọ passport côn tục sần chè bạn chuyên chiến Australia chè bạn hai cái lấy từ mưa rương nơi cong bà sen nụ và cầm dụ của chun pin này để cứu thân nạn ra cho tay túi bàn tay chỉ ca phẩm mát từ lưu sao mà từ cách nâng phẩm mát từ lưu này sao phẩm miền từ vịnh bà tẹp tông nâng rương nâu khai bà xe nụ tôi tên nói chuyện xa cái đấy mơ rụp hiệp kháng khai bà xe nụ khơi nhón bà chọn dây rương nâng khai yên tích mơ bà về mách rương nâng nè môn tổ bốn kỳ tha tại pin nè đầy chim rụt dân hay lên đơ tập bốc chiều mùi nâng rụt dân xăm dông đất bốc kinh lực casino nâng tha ta chỉ nẹ thông bàn chỉ chỉ ngay chỉ ngang út bình cái an và pinh bật túc để là pin nút thua ơi bật ly mình sẽ bài chất chỉ mui nung tùng vớ được bao nhiêu bộ chuẩn nung và hay sắt tật thai ấy hiện tại ăn ở vót ấy nay phải giặt ngọt phải giặt ru ấy nay ta trang tiết này và ta bất về pa pon tinh tui tê hay lần đây này cứ phía kia khang dụ bộ chuẩn này chung mua cái hao cái đăng chung mua tha xuân dục hall hay nung bùn rệt và qua tầng on nung qua thái chiếc bốc cẩn lực cứ như mà cha depo sra bia tai li hong ba chẳng để thua ơi quạt bài mình pra pịa sầm đây cái anh cả anh nơi cả lại anh cả thái nó là hốt đọc bảo mát đó sầm mát tại cây tiến nó ba tạm phất vào sân chỉnh dây khi xuống vì mình trao chỉ bằng hà tì hai bùn đất này để quạt anh ta cô quạt nó lập bốc bó quạt thua bởi lý hình tao bởi vì bẹ sạ bay nè ế bẹ sạ bảo mát của bẹ tao bằng tay con cô thân đi mẹn âu mà cô thân ảnh nè mấy cái trăm tập phẩm mát phần lý phẩm mát kia anh đọc sai cái này hãy tí bằng phút trong cái chia là mình phút bị rút những cái đọc sai xong kia thật đáy lắm này nâng là tôi tên này chân ngay cái mai tỷ rướng và nâng ấy cái miên ấy để trâu bị bạ thì hai cổ men rướng ấy bị bắt ổ cất bùm một toàn đấy này và bà phiên tích tôi dương hai lần đó ta tự bốc cụ lan cái bị khỏi tích tôi nhưng mà tay mô bị dương ta tí bằng phút cái thả trây gặp lý ngọp đời xa mòn nè trái tôi kia ở trong xí để trái nó ngồi bàn tay bị mưa tôi khơi mót nó tức bơm chúc chúc tôi trái rồi chọn cho mẹ nha đặt mà sẵn anh đấy chưa hợp tấu trái gặp liền sao xí ở trên anh sao mà hãy tới rương chắc này tích gặp bị gặp bộng chắc này nhóm gồm trong sái thì bàn tay đọc bên lưu bình lý gọt bèm tài lúc thì thôi đôi chìa bà mát bình lý đó là đôi chìa men chìa bình lý thư ca từ thư ca đôi chìa tôi thưa chỉ tiếc sờ co luôn bà nè để quạt tròn vậy bà tay rướn nó về lấy về chọc mặt hai bàn tay đôi sao bành hai chứ về ngọ đôi sao mót chứ hả ca và mát chứ này bà cho ngày cao papi anh tin tôi dừng để chơi chứ tôi phải chọc tôi miên ấy rướn nào thom đóm để phản năng không bà chẳng ngày cao còn là ỏi đăng tập phản năng mà đây hai po miên ta kê bên ta ca cắt kịp sai vậy khi lô ta về bên ta ca nó bị ắt ca lăng sai được một khối kê chmu dương ọt cao lăng ấy phóng mấy chỗ chơi tập xài chơi vậy tại nếu bị cua thế nào bớt bớt có à bà phần năng bán đây cha mày chơi dây bên trái phù bẩn ly mình phải xa mà mình ta lúc thì rồi xa khăng ở đường bà mát bẩn ly ta bà để lâu nay tẹt to đường chìm nuôi tẹt to đường chìm nuôi ní cứ dương ban và chun oi crom ca nghi hoang mi bò dương dốc chìm nuôi từ chạy những khai pô sát nhà cây cro miền cha chửi ria miền tì păng nơi không khai pô sát chìm nuôi pi khum đại khổng lúc miền miền khung chùm nôn pi
bạn miền lục địa ở dụ nam quạt nơi con nong ở phum sơn xa nông khum sơn xa bà sọc của cô bà sọc của cô lục địa ở dụ học sập môi chân nam nơi phum xoay so ở khum sơn xa đây bà nâng lục địa sạch cha cha lục địa học sập môi chân nam nơi phum tham mây bà nơi khum tham môi đang thế lục dê ục linh để dụ chật sập pi chân nam bà nơ phùm xa rôn bà khung sân an xa nơ đáy bà lục dê lâm vật tay dụ hà sập phùm buôn chân nam nơ phùm ân so cả nam bà khung tầm môi dân tế lục dê xa lục dê cầm sổ phi dụ cầm sổ phi อายุ69ឆ្នាំនៅភូមិបេងឃុំបាទនៅឃុំនៅភូមិបេងបាទឃុំដូចគ្នាលោកយាយផិនអិតអាយុ67ឆ្នាំនៅភូមិវាលវងលោកយាយហងសែមអាយុ65ឆ្នាំនៅភូមិជីជេសបាទលោកយាយនេះលោកពូបាទលោកពូហ៊ុនសឿនអាយុ62ឆ្នាំពីកាយជើងបាទវិការជើងនៅជាមួយម្ដាយអាយុ82ឆ្នាំទើបនឹងស្លាប់4ថ្ងៃមុននេះបាទហើយគាត់នឹងនៅឃុំនៅខាងភូមិឈើទាលខ្ពស់ឃុំក្បាលត្រាចបាទឃុំក្បាលត្រាចស្រុកអង្គរដែរទាំង9អ្នកនេះជាជនទូរគត់បាទហើយនឹងទី10នឹងគឺសង្ឃសុសីថាអាយុ37ឆ្នាំជាជនក្រីក្រខ្លាំងបំផុតគាត់មានកូននៅក្នុងបន្ទុក6អ្នកឯណោះនៅក្នុងឃុំនឹងអន្សរក្តាមដែរបាទបាទនៅភូមិអន្សរក្តាមឃុំអន្សា10ឃុំអន្សាឃុំអន្សាបាទទី11ខឹមយ៉នអាយុ27ឆ្នាំជាជនក្រីក្រមានកូននៅក្នុងបន្ទុក3នាក់បាទនឹងទី12គឺសុកភីអាយុ49ឆ្នាំជាជនទូរគតមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាទនៅភូមិទី4បាទឃុំកំពង់លួងដែលគាត់ទាំងអស់គ្នាសិតតែគ្រួសារក្រីក្រលំបាកបំផុតយើងបាននាំយកនៅអង្គរ25គីឡូក្រាមទឹកត្រីហើយនឹងថវិកាក្នុងមួយគ្រួសារ30,000រៀលបាទនេះជាជំនួយរបស់សប្បុរសជនរបស់យើងដែលបានផ្ដល់មកតាមរយៈហងមាសមានអ្នករស់នៅក្រៅប្រទេសមានសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងកូរ៉េជប៉ុនបាទស្វីសឡែនបាទនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតជាពិសេសគឺខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសនឹងតែម្ដងរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងស្រុកឯនេះទៀតបាទនេះដោយផ្ទះលោកយាយអញ្ចឹងផ្ទះតបូលមិនដឹងនៅឯណាឯណាទេគាត់រស់នៅដល់លំបាកបំផុតអញ្ចឹងឥឡូវនេះក្រុមការងាររបស់យើងបាននាំយកជំនួយដល់តិចតួចនេះបាទទៅដល់លោកយាយហើយបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យម្ចាស់ជំនួយដែលបានផ្ដល់តាមរយៈហងមាសនេះទទួលយកនៅមគ្គផលនិងបុណ្យរបស់អ្នកបាទឲ្យមកនេះសូមទទួលយកបានទទួលយកដោយរីករាយហើយប្រាថ្នាយ៉ាងណាបានសម្រេចដូចបំណងនេះគឺជាអ្នកដែលទទួលនឹងគឺគាត់បានជូនពរមកតាមរយៈអញ្ចឹងតាមរយៈហងមាសបាទហើយគាត់នេះកើតជំងឺតឹងពោះបាទគ្មានទីពឹងទេខ្ញុំបានទៅជួយបានប៉ុណ្ណឹងបងណាលទ្ធភាពនៃការទៅពេទ្យទៅអីខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពទេបើមិនជាខ្ញុំផ្សាយទៅហើយឃើញគេណាជួយពូឲ្យតែព្យាបាលជាអីថែមទៀតអានឹងចាំខ្ញុំប្រាប់បន្ថែមបាទព្រោះខ្ញុំលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំជួយបានតែប៉ុណ្ណឹងបាទទូទាំងនិជនហើយយើងនៅមានជំនួយថែមទៀតប៉ុន្តែគាត់ឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសម្រាប់ពេលវេលានេះខ្ញុំជាមួយនឹងកញ្ញាឌីណារួមជាមួយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់សូមជម្រាបលាទូទាំងនិជនហើយយើងនឹងវិលមកជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតបាទ